vị đang thưởng thức chất âm của con mixer liền công suất AMX3500 này quý vị. Thì quý vị thấy là nó đánh một cái chiếc loa Classic Pro Bass 30 công suất RMS 300W là đánh rất là khỏe, rất là thoải mái luôn ha. Thì ở đây đây quý vị, em này thì nó có 12 line ha. Thì em đang mượn con Vanker DB này nè, làm cái vang rời, effect rời nha quý vị. Thì quý vị thấy con này nó có đồng hồ vu ha, khi mà đánh nó lên vu vảnh rất là đẹp. Thì nhạc em đang ghim chỉ có một đường thôi ha. Quý vị hát CT thì ghim thêm một đường ở đây nữa. Đó, bữa nay thiếu cái giắc thì không có ghim được. Thì em này sẽ là con liền công suất quý vị. Hôm nay em thanh lý con này ha. Con này thì cái phần công suất ở bên trong nó rất khủng nha quý vị. Nó tương đương với con đẩy Yamaha B2180 quý vị. Con đẩy nó giá thị trường 5-6 triệu á. Thì nó đánh rất khỏe. Và cái giá em thanh lý thật sự là quý vị, để em quay phía sau cho quý vị xem phần phía sau quý vị. Ta sẽ đánh được hai cầu loa nha quý vị. Đó, 1 và 2. 350W. 40 ohm và 200W 8 ohm ha. Công suất RMS là công suất thực ra lo luôn đó quý vị. Trở kháng là từ 4 8 ohm, 8 16 ha quý vị. Hai quạt, đó con nguồn. Con này thì là made in Japan. Đó, Yamaha Japan ha. Công suất nguồn là 600W, điện 100W. Những con mixer này thì quý vị khi mà ghép vào mà chúng ta mở cái phần nhạc thì nó nâng cái phần nhạc rất là hay quý vị. Chép bass, mid chép là nó ra đủ giải hết luôn. Nó tơi tả giải nào ra giải đó ha, rất là hay. Và có nó có thêm 10 cần equalizer này chỉnh rất là phê. Đó. Rất là phê. Con này thì nói chung là trong tình trạng hoạt động hoàn hảo, các line hoạt động hoàn hảo ha. Có hai cái volume này nó hơi rột rẹt tí xíu cho nó dơ quý vị ha. Này thì quý vị về xử lý giúp em ha. Đó, cái này em thanh lý cho quý vị, giá chỉ có 3,4 triệu thôi, em bao ship cho quý vị luôn. Con này nó nặng khoảng 27-28 kg, 27-28 kg quý vị, và các line hoạt động hoàn hảo hết ha. Thì em hướng dẫn sơ lược cách đấu cái Vanker làm effect luôn về quý vị, chỉ việc đấu vào và sử dụng thôi. Em mở micro alo cho quý vị nghe thử ha. 1 2 3 4 5 6, này phải đẩy lên tí xíu ha. 1 2 3 4 5 6 7. Alo, alo. 1 2 2. Đó. Một hai ba bốn năm năm sáu bảy. Alo, 1 2 1 2. Sử dụng cái effect rời vàng rất là hay luôn quý vị ha. Thì khi mà đẩy cái này cao quá thì nó sẽ có cái tiếng xì quý vị, đẩy hết ga thì phải có tiếng xì, chúng ta đẩy đi tới đây thôi. Đó. Thì cái line này em mượn cái line này là cái đường eco vào nè quý vị ha. Con này thì nói chung giá 3,4 triệu thì thật sự là chỉ đủ mua một cái mixer thôi. Còn phần công suất là quý vị chưa mua được. Thế con này là nó có nguyên cái phần công suất luôn, tiếng rất là hay và đánh có hai vu vảy rất là hay. Thì đây quý vị, em hướng dẫn sơ lược quý vị ha. Cái line micro là em đang để đại số 5 ha, tại vì em test nãy em ghim bất kỳ số 5 nè, xuống đây ha, số 5. Đó. Effect 1 thì chúng ta dặn lên tới đây, tại vì cái nó gửi tín hiệu đi ha. Và chúng ta đây effect send nè. Là nó gửi tín hiệu đi quý vị ha. Ghim số 1 nè ha. Chúng ta ghim số 1 thì chúng ta vặn số 1 lên nha quý vị. Và cái đường effect send này nó sẽ đi vào cái đường mid của cái con vang này. Và cái đường ao con vang này RL quý vị ha, chúng ta sẽ ghim vào đây. Và chúng ta sẽ ghim ngược về con mixer là cái ngõ, cái ngõ cái line số 12 này ha. Và quý vị lưu ý là cái này thì chúng ta sẽ phải dặn cái effect về không hết nha. Effect 1, effect 2 không, vì chúng ta đã gửi một lần rồi, chúng ta không thể gửi nữa. Chúng ta gửi nữa là nó lằng quằn nó không được ha. Với lại cái phần nhạc này quý vị ha, cái effect send chúng ta phải dặn nhỏ lại, để thôi là quý vị nghe cái tiếng lạch sạch cái đuôi ha. Rồi, đơn giản vậy thôi quý vị, rất dễ để ghép cái Vanker làm cái effect rời của cái con mixer này, quá dễ luôn. Con Vanker quý vị, không nhất thiết là con này, quý vị có thể mua con chừng vài trăm ngàn hay là
1 triệu gì đó là được rồi, không cần ha. Là và chúng ta đã có luôn một cái mixer rồi, vang rồi, phần công suất ra luôn, đánh một đôi loa bass 30 luôn, rất là hay rồi ha. Đó, chỉ cần bỏ ra ví dụ bàn 3 triệu tư, chúng ta bỏ 1 triệu mua cái vang lên, ta có 4 triệu tư, chúng ta có nguyên một cái mixer như thế này, chúng ta điều khiển và đánh luôn đôi loa ra rất tuyệt vời. Chỉ cần một cái micro dây như thế này, micro dây em test cái micro dây này do cái đẩy cái volume lên cao ha quý vị, do micro dây thì nó sẽ nặng hơn kia tí xíu đó. Chứ mà quý vị mà chơi cái micro không dây đưa vào nữa thì cái volume nó chúng ta đẩy chỉ tầm tới đây thôi là nó tiếng nó rất hay rồi. Và cái này là cái volume tổng ha quý vị, nó là trộn với nhạc và micro luôn, cho nên là khi hát chúng ta đẩy mặc định là có thể để lúc cây luôn cũng được. Rồi chúng ta bớt nhỏ máy này lại đó. Rồi thì em vừa chia sẻ các chức năng và hướng dẫn cho quý vị và các bạn kết nối cái van cơ làm cái effect rồi. Thì và cái bản thân này nó có effect, nhưng mà những quý vị biết những cái con đời này, ngay cả những con Mackie hay những con gì mà đời của Mỹ của Nhật mà hàng bãi, quý vị về cái effect của nó rất là yếu, chúng ta không thể nào dùng được, không thể nào hát được đâu, chúng ta phải làm mua cái effect rồi ha, chúng ta phải về sử dụng đó trong tình trạng là zin đẹp hết nha quý vị. À zin thôi, còn cái phần đẹp thì nó có lâm nhâm đây ha, nước sơn nè, đó lâm nhâm em quay rõ cho quý vị. Quý vị mai sáng quý vị nào cần chụp hình thì em gửi cho quý vị xem luôn ha. Đó, tại con này lúc trước á, em để lấy về để trong kho lâu quý vị, nó lâm nhâm lúc trước nó đẹp lắm ha. Đó. Lâm nhâm như thế này, nhưng mà tất bên trong còn rất là đẹp nha quý vị, bên trong còn rất là đẹp luôn. Đó, tất cả các like sử dụng hoàn hảo hết quý vị, tất cả các nấm nút ngon lành hết ha. Đó. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm sử dụng, đã quan tâm theo dõi em. Em xin lỗi, em xin cảm ơn. Thì MX 3500 đây là một con đời cao của hãng Yamaha nha quý vị. Đó, Mr. khủng. Rồi, em xin kết thúc.